Xin chào các bạn, bây giờ chúng ta cùng làm test 198901. Bây giờ chúng ta làm câu 1. Đối câu 1 thì các bạn thấy là có giới từ, thì giới từ ập này chúng ta bỏ đến đến hết này. Từ tu, giới từ tu chúng ta cũng bỏ đến đến đây này. Rồi, từ ập này chúng ta bỏ đến từ film. Bây giờ chúng ta xem có verb không. Verb cho chủ này nó chính là từ allow, allow. Tại vì sao? Tại vì chúng ta thấy có mạo từ the, vì thì đằng trước mạo từ là động từ. Mà khi các bạn nhìn thấy verb là từ allow hay từ enable hay từ permit, nào mình ghi vào đây nhá, allow hoặc từ enable hoặc từ permit, permit thì đây trong trường này nó chắc chắn là cấu trúc là cho phép ai đó làm gì, cấu trúc cho phép ai đó làm gì. Đối với cấu trúc cho phép ai đó làm gì là như sau: allow hoặc là enable hoặc là permit somebody to do something, to do something. Đấy, đây là cấu trúc cho phép ai làm gì. Vậy trước này chúng ta có allow này, chúng ta có somebody rồi này, somebody này, thì sau đó phải là to or do something. Nếu thế thì trước chỗ này chúng ta chọn phương án phần A, allow somebody to do something. Rồi câu 2, câu 2 thì các bạn thấy có trạng từ là đây này. Rồi, trạng từ đây, giới tụng danh từ. Và ở đây thì chúng ta có một trạng từ in cộng với New English. Nhưng ở đây chúng ta có một cái chú ý là khi gạch chân trước giới từ mà câu văn chưa có động từ thì chúng ta không được bỏ cái giới từ cộng với giới từ này. Tại vì sao? Tại vì chúng ta có thể nghi ngờ trong câu này nó đang ở thể bị động. Thể bị động có nghĩa là chúng ta đang thiếu S cộng với to be cộng đến verb ed. Đấy, cộng verb ed. Nếu thế thì trong trường này chúng ta đang thiếu là thiếu S này cộng verb, S cộng verb, S cộng verb. Nếu thế thì trong trường này chúng ta chọn gì được? Ở đây chúng ta sẽ chọn phương án vấn D, để nó chính là thể bị động S cộng với to be cộng verb ed cộng với giới tụng O. Phương C nếu mà chọn thì thiếu chủ ngữ. Phương án B nếu mà chọn thì nó toàn bộ, nó chính là một mệnh đề trạng từ sắp cộng S cộng vâm O. Nếu thế thì câu này chúng ta đang thiếu là thiếu một S cộng vâm O. Nếu mà phương A chọn thì chúng ta thấy là nó không theo thứ tự, trật tự đúng. Tại vì sao? Tại vì đây không thể làm chủ ngữ được. Đây là verb, vì thế nên đây không làm chủ ngữ được, vì nên sai. Bây giờ chúng ta làm câu 3. Đối câu 3 thì các bạn thấy có giới từ nó không? Ở đây chúng ta có từ of này, chúng ta bỏ nơi này. Of này, chúng ta bỏ đây. Rồi, ở đây thì chúng ta chưa có verb. Nếu mà chưa có verb thì chúng ta tìm verb thôi. Chưa có verb, tìm verb. Nếu thế thì các bạn thấy là A loại ngay, B cũng loại ngay, phương án D cũng loại ngay, chỉ còn phương án phương C thôi, để nó là verb cộng với O. Được chưa các bạn nhỉ? Các bạn ủng hộ hoặc muốn xem nhiều video mới hơn thì các bạn ấn nút đăng ký hoặc nút subscribe. Nếu các bạn thích thì các bạn ấn nút like. Chúc các bạn sẽ thi tốt trong đợt thi sắp tới. Xin chào các bạn.